sớm mai đang gọi mời những niềm vui, cùng chia sẻ với nhau nụ cười bếp lửa hồng, bàn tay ấm áp xoa dịu mái tóc bồng bềnh cho những món ăn thật tuyệt vời. Bao tháng năm qua tình yêu hạnh phúc tràn đầy. Cháu lên ba, cháu vô bộ giáo nhạc hay quá. Sao tôi dưới đây này mình lơ đây, nhạc hay quá. Chào chào bác, bác mới dọn về đây hay là hay bắt người ở đây hay kiếm nhà? Trời cần chỉ không? Tao mệt mày quá hả? Mày làm cái gì mày la nhức lỗ tai luôn vậy? Chứ không nói được mình ra dấu đi. Dạ đây. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Cá tre hả? À đúng rồi, mới dưới quê lên. Ừ là tao ông nội ơi, mày nói cái gì tao mày la lớn quá tao điếc cái lỗ tai tao là cái thằng nhà quê kia. À không không không, này không phải cá chê, cái này à. cá lăn cái gì vậy? Nó nhỏ nhỏ. Bác nghe không rõ hả? Ôi ờ bác mệt thông quá. Cảm đi con, tật con ăn nói nhỏ nhẹ quen rồi, nó lớn mệt giọng lắm nhức đầu. Ơi, nó nói vậy nó hô nhỏ nhẹ tao ăn mặc như củ cà rốt. Tao đi vậy tao đi mày. Sao sao bác biết hoa con bị sốt vậy hay vậy? Trời ơi tôi lại ông bị bệnh đó. Có bác nghe không rõ hả? Bác đưa lỗ tai vô gần gần nói lớn lên cho nghe rõ. Đi đây, đừng đi theo tao. À, à thì để đi theo phụ bác nè. Mày điếc lỗ tai tao lại mày. Sao sao sao, sao bác đi cúng hả? Bác đi cúng hả? Dạ, đừng đi theo tao. Dạ dạ rồi, để đi chung bác cho vui. Ai kêu? Thì bác nói nè. Mày sao bác bị gì vậy? Nè, cho bác nè. Bác sao bác quỳ lại con vậy? Đây là hồ bơi, ai sống đây là được xuống bơi, còn ai sống ngoài không được vô bơi. Mệt ghê. Mà chú thấy hồ xanh không? Đầu rầu lắm. Điếc tai cho mày. Cho cá lăn thầm cà rốt luôn. Chết đâu rồi. Mẹ ơi, đây Nam xuống nè mẹ. Ờ vậy hả? Sao đồ này ướt nhem à? Nam xuống nè con. Sao vậy? Sao mà mình mẩy tóc tai gì ướt nhẹp gì trơn vậy nè con? Hả sao vậy? Rớt đi thay đồ nè. Rớt xuống hồ bơi. Sao con đi đâu mà rớt xuống hồ bơi? Ông bị khùng hay sao? Ông hại con. Ông nào? Con không biết nữa. Ông nào lão quắc là không phải khu mình. Rồi làm sao mà đi lang thang xuống hồ bơi để rồi rớt xuống hồ bơi? Con đang không hiểu con người giờ kỳ cục. Con thấy ông không biết gì, lơ ngơ láng ngáo. Con nghĩ người lạ đến rồi con giới thiệu hồ bơi, giới thiệu này nọ. Mình ổng bị lãng tai nói lớn mới mệt muốn chết luôn à. Ông giận ông xôi còn nước. Ờ thôi không sao đâu. Chắc có lẽ là hiểu lầm nhau rồi trật chân té nó không người sao sâu. Đâu. Thôi không có đâu. Thôi bây giờ dậy đi lên phòng. Đi lên phòng. Dắt lên phòng xong rồi thay đồ chúng thôi bệnh chết à con. Dạ. Nha. Cho con bệnh chết cho vừa lòng ổng đi. Thôi không có sao đâu mà con. Thôi không sao thôi. Dạ. Rồi. Cái gì vậy nè, cá đâu mà tùm lum vậy nè con? À, cá này ngon à. Gì? Này cá lăn nha. Ở cá đâu? Lăn á. Ở đâu ra đây? Mẹ con gửi lên cho dì á. Trời ơi, chi mà cực khổ gì không biết nữa. Cá lăn là cá sống ở suối nước động á nha. Nó bơi ngược không á. Ngon quý lắm luôn. Đúng rồi. Ủa cá này ngon lắm. Cá này làm để ăn đúng không? À. Còn cá này mang cá vàng nên làm cái gì? Làm gì mà bí hiểm nha. Trời ơi, cái chúng khùng quá. Đi, thôi, giờ đi lên phòng anh nè. Còn nè, là con còn thù ông kia nha. Chứ con không bỏ qua đâu, con ghim trong bụng để trong bụng á. Còn rồi. gì đừng hỏi con cá này để làm gì nha. Rồi không hỏi. Con không muốn nói đâu á. Thôi nó nhiều quá, đi lên phòng anh nè. Hỏi không? Rồi. Biết rồi. Nha. À, rồi đi. Dì phải lo cho con chứ. Ừ, rồi dì lo cho con, dì cảm ơn con, thương đi, con. Đi nó nhiều quá. Vô lựa đồ tôi thay coi. Biết rồi. Cầm đồ quần áo bận cho tôi luôn. Đây. Ừ, cái gì? Gì vậy? Phòng đẹp quá ha. Đang làm gì? Anh đang làm gì ạ? Nay học bài mà. Học đi. Học xong chưa? Học xong chưa? Em mệt quá à, để anh học bài đi.
quậy quá. Thôi vậy ngưng học chứ đi, ngưng học chứ đi. Ngưng học chứ đi. Ngưng học. Ây da, ngưng học đi. Cái gì vậy? Chỉ này coi nè. Đâu? Vụ gì? Thì ông áo đỏ không? À cái ông đang đứng hả? Ông đang đứng là ai vậy? Ừ cái ông đang đứng đúng không? Không. Ý em hỏi ông đang nằm á. Ông đang đứng ông nằm xuống rồi. Ông đang nằm ông đứng lên. Ổng á là ông Năm Cô Đơn, nhà ở khu B 0902, hình như là cùng với khu của mình á. Năm Cô Đơn. Ừ. Lô B 0902. Ừ. Ông mà hỏi chi vậy? Giết không? Tào lao. Tay chân rồi bày. Giết ai? Học bậy. Tưởng chơi được tao hả mày? Còn non lắm con. Chị ơi, dậy. Đồ quỷ. Mày còn non lắm con ơi. Còn phải học hỏi nhiều. Ây da. Đúng là đầu óc của thiên tài Lê Nam. Dương Đông là kích tay. Mày chết mày. Thằng quá con. Mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. À, mày chờ nó đi. À, Năm Cô Đơn là không hiền đâu. Chờ nó đi con. Nó nghe. Cái gì nữa? Hỏi câu này nữa thôi. Rồi hỏi đi. Con cá thường nó thích con. Ý không phải, con gái thường nó có thích con gì không? Con gái hả? Để anh nhớ coi. À, mấy đứa bạn của anh á là nó thích con thỏ nè. À. Con heo nè, heo nhỏ nè. Rồi thích con gấu bông nè. Rồi thích nhiều con lắm. Con nhỏ con gái nào thích con rắn không? Trời, con rắn người ta sợ quá trời luôn. Người sự thích cái gì? Rồi thí dụ con cá nó thích không? Cá hả? Ừ, cá thì cũng có thể thích á. Tại vì cá nó dễ thương. Cá nó có đuôi mà. Ừ. Nó quơ nhìn dễ thương muốn chết luôn. Ủa mà hỏi chi vậy? Tào lao. Nó nghe nè. Thí dụ con gái nó thích con cá. Ừ. Vậy con cá nó thích con gì? Muốn biết không? Xuống dưới nhà đó có mấy con lăng quăng bơi trong hồ đó. Hỏi đi. Mệt quá. Vậy là thì ghê. Nhưng mà nói chung là con gái thích con cá đúng không? Ừ đúng rồi. Hỏi hoài. Mà con gái thích cá đực hay cá cái? Bây giờ á, một là đem tặng con cá hay cho con gái nào mà em thích á. Còn nếu không thì em đi chiên xù đi, anh mệt em quá. Cá nào đi chiên xù? Ai ăn cá chép chiên xù? Thì mình kho tiêu thì ăn được. Mệt quá. Thôi ở đây nha, em đi nha. Ừ đi đi. Ủa mày đi đâu? Thôi đừng hỏi. Hỏi mất công em khai. Quan trọng lắm. Chết. Hồi học quá. Hỏi ba cái tàu lao không. Ủa ở đây ổng quen được con gái nào mà ổng tặng cá ta? Bí hiểm quá, phải đi coi mới được. Chơi luôn. Đẹp trai như mình mà sao từ chối được? Đã đẹp trai còn lãng mạn nữa, thấy là chết liền. Bảo đảm. Biết mình tới hay sao? Vừa tới đây mở cửa mời vô. Hình như có nào nó tính tỏ tình trước mình. Sao đồ đạc đẩy lung tung hết vậy? Ăn trộm á, Lê Nam ơi, ăn trộm. Hên quá, ăn trộm càng tốt. Vậy là trời không phủ lòng mình rồi. Mình lập công.
thằng Trọng sẽ chạy ra. Mình phải gài bẫy nó. Để cái này đây. Đó, để đây. Cô chạy đây, đá cái này. Cảm ơn. Anh Trọng, anh Trọng. Anh Trọng, anh Trọng. Vô thế. Anh Trọng, có chuyện gì bác? Bà cô đơn nhà tôi nó đánh tôi à? Ôi vậy vậy bác phải là ba của anh Hải Búa có võ không? Chứ sao? Bác có võ giống ảnh không? Có. Chết cha. Thôi bây giờ con dạy cái ba. Dạ từ từ. Trời mày đợi mày đang quét nhà tao phải bịt mặt bên đầu nó bụi bẩm sao mày? Dạ rồi thôi anh xin đừng giận giờ con dạy cái mang. Có gì á thì coi như vợ chồng tôi đem nó về xong rồi dạy lại nó. Dạ. Con giỏi rồi mà dạy gì nữa. Bác Năm à, thôi thế này bác cũng lượng thứ cho. Tôi xin chịu lỗi về cháu, rồi cháu nó như thế nào thì chắc là ở cái khu này cũng ai cũng biết rồi. Dạ. Em mong bác lượng thứ, lỗi tại người lớn. Con bị bệnh tự kỷ. Biết thế để đem về xử người ta đó. Thôi. Bệnh đâu có chắc được. Cái thằng này là thằng nào? Dạ thưa Lê Nam, dạ cháu. Dạ cháu của vợ chồng. Ví dụ mà bóp đít vậy là mày là bóp mông con gái tao. Bóp đít đó là cái anh Hải nói anh bóp đít. Mà thiệt ra con không có bóp đít con gái bác. Con chỉ là bở đít rồi con đỡ dế ra, cứu dế. Cứu con hả? Hai đừng con xin lỗi bác Nam rồi đi về. Thằng này nó giở người. Mày nha mày. Mày cứ kiếm chuyện tôi hoài nha mày. Thôi, dạ, thôi bây giờ xin lỗi bác Năm đi về. Bác Năm này, tôi có lời thế này. Lỗi rõ ràng 10-10 thuộc về gia đình chúng tôi rồi. Dạ. Tôi sẽ về, tôi sẽ dạy bảo cháu nó sau. Thế để cho tôi chuộc lại lỗi thì bằng một cái cách là cho tôi mang rượu đến nhà bác. Thế rồi mình chén tạc chén thù. Chết luôn, mình chén chú chén anh. Dạ. Nâng lên đặt xuống cho nó vui. Dạ. Tôi có thù cho mình. Quên. Rồi, không có đâu. Bác xin lỗi. Bác vô đi, bác kêu Kim Hoa ra cho ông gặp nói chuyện. Lâu. Dạ không, vậy thôi. Dạ thôi, xin lỗi bác Năm rồi đi về. Sao về được cái cá bông này chưa đưa Kim Hoa mà. Không, tao không lấy cái chậu cá này vô. Ai thèm nhận quà của mày? Trời con gái tao anh nhận ba con cá của mày hả? Đi về mày. Thôi cứ coi như nó là cái tình. Dạ. Chỉ mong là bác đặt ở giữa nhà và là cảnh đẹp chứ đừng chiên xù nó rồi tội nghiệp. Không, không nhận. Bác phải nhận chứ. Không, bác nhận lời tôi đi. Bác nhận lời tôi nhé. Bên đây sẽ có một chai rượu. Đúng. Dạ. Mình huề với nhau. Đúng. Dạ, rồi bác nhận nhau. Dạ, vâng. Cảm ơn bác. Xin lỗi bác. Nhanh. Không, con vô gặp Kim Hoa. Đó thì chưa. Sách cá gì? Bây giờ bác không đem cá vô còn phải gặp Kim Hoa. Trời ơi, thôi để tôi xách chậu cá vô cho chắc ăn. Hứ. Mày khỏi gặp gái tao. Nè, bông cầm về. Không, con tặng Kim Hoa. Thôi, tặng tao luôn đi. Con bác mà cứ đứng đây nói chuyện thằng này là không bao giờ có hồi kết. Hồi kết bây giờ là về. Về rồi từ từ. Con chưa gặp được Kim Hoa. Rồi, đi về. Sao Kim Hoa đẹp bỏng xấu quá vậy? À, rồi từ từ. Về rồi, nói con nghe. Đi về. Nè con, mình là con nít. Bây giờ mình đã có lỗi người lớn. Thì bây giờ mình phải xin lỗi. Còn nếu như mình ăn thua, tức là mình hổn đó nha. Nè nghe chưa? Mặt vui vẻ lên coi, vô nấu ăn cái gì? Mặt vui thì được mà không nấu. Nhưng mà tôi bắt buộc phải nấu. Không nấu là tôi không có tha ra cái tội đó đâu đó nha chưa. Không có gì, lấy dao thì đâm con đi. Ừ, nó bậy. Giờ vậy. Bây giờ á, muốn hoàn thành cái điệp vụ của Kim Hoa không? Muốn không? Trả lời đi, muốn không? Giờ muốn đúng không? Thì bây giờ có một cách đây nè. Nghe lời mẹ của anh đi. Vô nấu đồ ăn á, để cho bố vợ tương lai đến ăn. Thôi. Thì ổng sẽ hết giận thôi. Trời đất ơi. Mẹ phải nấu cái gì để làm cái chị vô nấu. Được không? Giờ chịu không? Như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ được. Vô nấu gì? Nấu không? Nấu. Vậy không? Mà nấu là nấu gì Kim Hoa nha. Ừ. Trong lúc nấu là con nghĩ đến Kim Hoa không? Ừ. Cứu đất nha. Vì Kim Hoa nha. Ừ. Mà Kim Hoa đẹp quá mà. Vì Kim Hoa là đúng rồi.
Chứ Kim Hoa mà xấu con cũng không nấu đâu. Rồi đi vô đây, nhanh. Đi vô. Ủa gì vậy là hôm nay mình tính nấu món gì vậy dì? Thì cá lăng của con đây. Bây giờ á, cái đầu với lại cái đuôi ha, là dì sẽ nấu canh chua. Hợp lý. Còn, đúng rồi, cái còn cái mình của nó dì sẽ cắt khúc ra, dì sẽ đem đi kho. Kêu là kho cá lăng kho tổ. Ý, đâu được gì. Kho tổ là người ta chỉ làm cá lóc, cá rô kho tổ, ai làm cá lăng kho tổ. Thôi không ăn. Không ăn phải không? Không. Được rồi, nghe, một hồi mà tôi nấu xong rồi á, ai mà bỏ đũa vô ăn xong rồi nói ngon á là tôi phạt đó nha. Ngon không? Không biết. Giờ mình làm đi ăn rồi mới biết. Thôi ngon thì con ăn giùm gì à? Mà gì biết sao biết cả? Tại sao người ta kêu con cá này ăn cá lăng không? Không, cái đó gì không biết à? Vậy không biết hả? Không. Con cũng biết. Con thấy nghe tên ngộ á. Hôm bữa con thấy con cá này, con nghe tên. Đừng có nói là con cá lăng nữa, nó không có bơi gì mà nó lăng đó, gì đó. Nha. Hôm bữa tôi biết ngay nè. Con tưởng con cá này nó lăng, con quăng xuống nước thử, ai nhìn nó không lăng nó bơi mất tiêu con cá luôn. Tôi nhìn cặp mắt đó là tôi thấy là cặp mắt ranh mưa của nó là bắt đầu nó bày trò nè. Rồi thôi bây giờ nè. Đương nhiên thì cá lăng kho tổ thì mình sẽ có là cá lăng, đúng chưa? Rồi gia vị của nó sẽ có nè: đường, bột nêm, bột ngọt, nước mắm, tiêu. Đương nhiên là cái kho của mình là phải có là hành nè, tỏi nè, ớt, nước màu hay là gọi là nước hàng. Cái này phô mai hay gì? Con nghĩ sao phô mai, con nhìn kỹ lại coi, cái này là gì? Mỡ heo. Tại sao lại có mỡ heo? Chắc mình thắng ra để mình lấy mỡ mình. Đúng rồi, để mình kho cá cho nó ngon đó con. Nếu như mà ai mà người ta sợ cholesterol thì người ta sẽ kho bằng dầu, cũng không sao hết con. Còn này là hành ngò. Hành ngò để mình trang trí và nó để cho nó thơm. Để trang trí chơi vậy thôi hay gì? Không, cái hành này nó sẽ làm cho thơm, cái mùi thơm đánh tan cái mùi tanh của cá. Ủa, muối đâu? Không, mình không có kho muối nha con nha. Sao mấy cá lóc gì kho muối mà cá lăng gì không kho muối? Nếu mình kho muối á thì cái chất mặn của muối nó sẽ làm cứng cái con cá của mình đi. Mình kho nước mắm nó sẽ dịu, nó sẽ mềm và nó sẽ thơm hơn nha con nha. Vậy ví dụ mà con này là ăn cá lóc hay cá rô gì có bỏ muối không? Không nên đâu con, nếu mình kho cá thì mình không nên là mình bỏ cái gia vị là muối vô nha con nha. Dạ mình rồi cắt, bắt đầu cắt, bây giờ là gì sẽ cứa cá ra, xong rồi phần nào là nấu canh, phần nào kho ha con ha. Ơi bác ơi để lời là ông anh lắm đó nha. Tôi mới tới đó, tôi không có ư gì cái cậu đó. Thôi nó trẻ con mời ngồi. Thôi thì bác Sang là vui lắm rồi. Gia đình có lời là thay mặt cháu xin lỗi bác. Cháu nó còn nhỏ, có gì không phải thì bác bỏ qua. Mà bỏ qua gì, không có vui vẻ gì đó đâu. Con Năm, con ra xin lỗi thì chào bác Năm một tiếng, nhanh lên. Không, con không chào ông già đó. Không được, con phải nghe lời gì. Mình có lỗi thì mình phải có thiện chí xin lỗi, nhanh lên. Không, nghe gì vợ nghe chưa? Nhanh, 1, 2, 3, nghe lời gì, đi ra, nhanh lên. Vậy giờ kêu ông vô đây, con chào ông trong này. mình là con nhường bước thôi. Mình phải ra, mình phải có lễ nghĩa con à. Sao lại bắt Nam vô người đây? Người lớn phải nhường nít chứ, bắt nít nhường người lớn. Dầu gì thì bác Nam cũng là người mới về ở cái xóm mình con ơi. Sòng sọc cái bếp mình sao được. Đi, nhanh lên, nghe gì là gì, nhanh đi. Mà gì không? Đi tôi đánh à. Con phải có lý do. Con không phải chào là gì, con nhường ổng đâu. Chào là gì Kim Hoa. Đúng rồi, cũng được. Nhưng mà mình đừng nói ý đó ra. Kim Hoa đẹp con mới chào, Kim Hoa xấu là con không có chào ông đâu. Rồi, đi ra chào nhanh lên. Ông kiếm chuyện con bộ. Mà bỏ qua gì không có vui vẻ gì đó đâu. Trời ơi thì từ từ rồi khác vui. Miễn là nó trẻ con. Bởi vì nào? Rồi mới nhắc nó tới liền. Ghê. Dạ con xin lỗi bác Năm. Trời đất ơi, xin lỗi rồi. Ai mà tha lỗi cho cậu. Con bị bệnh tự kỷ mà bác trách con chi? Tự kỷ mình giống như là tự kiểm. Có lời với bác rồi, là cháu nó xin lỗi thì bỏ qua. Nó trẻ người non dạ, mình người lớn mình bỏ qua. Bác cháu vui vẻ, hoa cả lang, thế là được rồi. Thế mình lại cứ chành chọe nó, hóa ra mình không bằng nó à? Thôi, mà thằng này nó ghê lắm, nó hết trò đến tới trò kia. Dạ không, biết lỗi lắm rồi bác Năm. Thôi được rồi. Ít cho nó thôi. Cái tướng cậu là họp với cái tập về này ghê. Không, bình thường thì nó không thế. Hôm nay có sự kiện đặc biệt, cháu nó mới thế. Bác hiểu không? Tức là sau cái lúc mà sinh sự với bác xong ấy thì nó
ăn năn nó hối lỗi, nó muốn chuộc lỗi. Là sao? Thế là gì đấy cho phép nó vào bếp nấu món ăn đi, để chuộc lỗi. Vâng vâng, nấu món ăn chuộc lỗi cho bác. À, thử coi để coi cậu làm được cái gì không. Dạ với bác Năm biết sao không? Sao mình là đàn ông á, mình phải biết bận tập về để mình vô bếp gì chia sẻ với người phụ nữ á, mình mới là người đàn ông đích thực. Rồi dạ, dạ, hay quá vậy. Dạ ăn nói vậy mà mốt bác gả con bác cho con là yên tâm. Không ê, dám ê, không ê, dám nào. Đời này tôi gả con tôi cho cậu. Dạ con vô nhà ba. Không phải tôi thứ Năm. Không không à. Phải không phải. Dạ con vô nhà bố. Để con vô đấy. Nhà con vô nhà cha. Ê, trời thôi bố, nếu bạn Năm con vô nhà tía. Ờ đi vào đi vào nhưng mà không phải tía cha bố vợ. Rồi chào rồi. Đó có làm sao đâu đúng không? Rồi đem cá lên cho gì? Chào quê quê cái gì? Mình kho cá đi. Cái xong cái mình mới có cớ rồi mình à. Tiếng cái công con làm chỗ này là đập nhập hành nhiều nhất tiếng ảnh hành không con cắt khúc.
Dì để lửa lớn nha. Dạ. À, rồi bây giờ dì để khoảng chừng 5 phút. Khi mà cái nước của cái sốt cá này đã sôi đều lên rồi, dì sẽ sắp cá qua thố này đây. Đó. Con có thấy là bây giờ hôm nay bác Năm lại nhà chơi. Dạ. Gia đình có làm cái món rất đặc biệt là mời bác Năm xơi. À, cái món này nó thể hiện cái sự hối lỗi của cháu Nam. Thì cứ ăn rồi bỏ qua mọi chuyện. Dạ. À, hòa hảo, tất cả cùng vui vẻ. Vỗ tay, vỗ tay. Bác Năm ơi, cái cá lăn này là của cháu Nam đem từ dưới quê lên đó. Dạ. Lên biếu cho cả nhà mình đó. Mà cái này là đặc sản đó nha. Vậy hả? Dạ. Vậy mà tôi tưởng con cá này nó đã được hầm với cà rốt ở hồ bơi rồi. Dạ. Ê ê, Điệp Vũ quay ngáo. À, Điệp Vũ. Cá hắc. Cá. Cá hắc là kim hủy. Kim hủy. Con cái nấu chút bình thường đi được không? Dạ. Tại sao cứ phải chu cái mỏ ra? Con bác Năm biết sao không? Không có chu tự nhiên nó dày lên giống như mà mấy người hối không có làm gì hết, tiền thấy đây nó bóng. Nhà này đôi khi cứ cho chuyện chả treo như thế cho nó vui. Dạ. Nhưng cái con khỉ chả treo cho vui mà dính tới khách đấy. À, một đòn chết hai. Trời ơi, một mũi tên chết hai con nhạn. Thôi thôi bây giờ nè, xin mời tất cả mình cùng ăn chứ không thôi nó nguội là không có ngon. Right, dạ, nấu rồi. Dạ, cái này là dạ em nấu. À, nhưng mà có cháu Nam, có cháu Nam phụ đó. Dạ. Tôi nghĩ là chị Hạnh nấu chứ làm sao mà cái cà rốt này nấu được. Dạ. Con theo con học để mốt con nấu cho Kim Hoa ăn. Với lại Kim Hoa với con ăn hết rồi cho ba ăn. Thôi nha, tôi thứ Năm. Cứ Kim Hoa nói tên con tôi đi. Dạ. Tôi đi về á. Đi đâu? Dạ đi đâu? Đi về. Dạ. Đi về. Dạ. Thôi được rồi, mọi chuyện bỏ qua. Tôi đang ăn giờ 9 bỏ 50. Mời bác Năm dùng cái món cá lăng kho tổ. Dạ. Đây con mời. Trời ơi dữ vậy ha. Cảm ơn nghe. Ăn thử cái nghe. Dạ dạ mời anh. Mời. Đến bữa tôi kêu cháu Hoa qua học nghề ha. Dạ. Dạ nó ăn chứ nó chỉ về ăn cơm. Ham ăn quá nó vậy đó chứ làm cái gì đâu mà. Nãy nó kiếm chuyện tôi hoài. Tiên nắng sớm mai đang gọi mời những niềm vui. Cùng chia sẻ với nhau nụ cười bếp lửa hồng. Bàn tay ấm áp xoa dịu mái tóc bồng bềnh. Cho những món ăn thật tuyệt vời. Bao tháng năm qua.
tràn đầy. Dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong nửa bếp bật. Cá lăng kho tộ, khẩu phần cho 5 người ăn. Nguyên liệu: cá lăng 300g, mỡ heo 300g, hành lá 50g, ngò rí 10g, ớt sừng 1 trái, hành tím 2 muỗng cà phê, tiêu xay 1/4 muỗng, tỏi 2 muỗng cà phê, đường 4 muỗng, nước mắm 2 muỗng, bột ngọt 2 muỗng, hạt nêm 2 muỗng, màu dừa kho cá 2 muỗng. Sơ chế: mỡ heo cắt hạt lựu, thắng lấy mỡ, hành lá đập dập, cắt nhỏ. Chế biến: cá làm sạch, để ráo, cắt lát, ướp cá với 4 muỗng đường, 2 muỗng cà phê tỏi, 2 muỗng cà phê hành tím, màu dừa kho cá 2 muỗng, 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng hạt nêm, hành lá, để 15 phút cho cá thấm gia vị. Kho cá bằng chảo với mỡ heo đã thắng. Sau khi cá săn lại thì thêm nửa chén nước vô chảo đun sôi. Xếp cá vào tổ, đặt lên bếp tiếp tục kho với lửa nhỏ cho đến khi nước sắc lại là được. Trình bày: trang trí cá kho với ớt sừng cắt lát, ngò rí và tiêu. Yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong nửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào. Tình yêu ấm áp mẹ dành cho, cho ngày mai khôn lớn, hòa chung niềm vui, hòa chung lời ca, cho mái ấm gia đình.